Good morning. Một ngày lạnh nữa. Bình minh. Xin chào các bạn. Buổi sáng ở xóm mình đây. Lại một ngày lạnh nữa. Chắc còn vài tuần nữa nó sẽ ấm lại thôi. Bây giờ mình chở con đi học đây các bạn. Ô, nhìn hướng này đẹp quá nè. Trời hồng luôn. Nhìn lên cái đồi. Wow. Sao hôm nay hồng quá vậy ta? Đang ở cái thư viện, đây là cái thư viện nè. Đây đây kế bên đây nó có cái công viên. Giờ mình vào công viên, mình đi một vòng cho các bạn tham quan cái công viên này. Vì bữa nay mình cũng không biết nói về cái vấn đề gì, đề tài gì nữa, cứ đi một vòng cho các bạn nhìn xem công viên nó ra sao. Cái công viên này nó tên là Overfell Gardens. Overfell là một cái gia đình đó, tên họ đó là họ Overfell, họ cho miếng đất này cho city để họ làm công viên vậy đó. Đi vào bên tay trái này nó có cái ao nhỏ. Cái ao nhỏ này có vịt với ngỗng. Nó có những ba cái ao. À, có cái ngỗng nhiều nè. À, có này có thấy con rùa nữa. Rùa trước thẳng mặt. Rùa trước mặt mình đấy. Mấy con ngỗng. Canadian Geese với lại American Coot. Cái con chim đen đen đó đó. Miếng đất bên bên đó là trường học high school, trường. Giờ mình đi vào nha, mình cũng không biết đem chuyện gì ra nói chuyện với các bạn đó, mình cứ đi vòng cho các bạn quan sát cái công viên này cho vui vậy thôi. Ồ, gió quá, không biết có bị tiếng gió ác. Mình ráng nói chuyện lớn lớn chút, khổ cái mình há miệng ra cái nó bị gió vô cổ, cái nó muốn ho ho. Mấy cây này nó chứ nó sắp mở chỗ lá lại rồi, khi nào trời nắng lên cuối tháng 2 là bắt đầu nó mọc lá lại. Trong đây nó có những cái con đường nhỏ nhỏ vậy cho người ta đi bộ. Trong sau cái hàng rào đó họ trồng đủ loại cây mà mình cái cây thấy mình không có cái bông. Ở đây nó có một cái miếng gọi là artwork. Mình nhìn giống như cục đất sét, nó thấy cái kiểu là cái gì ta, tiếng nào là gì, à, nghệ thuật, à, mỹ thuật hả, à, là gì ta, là cũng như cái mấy cái công nghệ làm gốm hay là gì cho mà nó đó, hoa thuật nữa đó. Đó, nhìn giống như cái móng ngựa với cái gì gì sót à, nhưng mà cái này là cái một cái miếng artwork của ông nào đó, họa sĩ nào. Trời lạnh quá, công viên vắng không có ai hết à. Mùa hè thì người ta đi ra vô đây nhiều lắm. Trong đây có một cái là lúc nào nó cũng có nước cho nên mấy con vịt nó nhiều lắm. Ao nè. Trên con đường này rất là sạch là tại vì mưa đó, chứ còn thôi bình thường là
cứt vịt, chơi cứt ngỗng không à. Đó, mình tại trái này có cái ao nhỏ, xong rồi cái có cái cầu qua đây có cái ao nữa. Nước nó rất là dơ đục quá, không có chảy như kiểu mà ở sông nữa. Đây mấy con vịt này như gọi là con le le hả, cái ao bên đây. Có con đường qua đây mà họ rào lại rồi, vô đó như là vô cái trường, vô trở lại vô trong trường. Lạnh quá, mình cảm thấy không có khỏe trong người, bệnh mấy cả tuần luôn, nên không có hứng kiếm chuyện gì ra đặng mình có chuyện gì kể nói cho vui. Cứ trong đầu óc nó cứ trống rỗng mà. Hình như có người họ mới clean cái con đường này sạch á. Thôi lá nó phủ đầy dơ lắm. Bằng đêm mà đi trong đây mới vắng vậy thấy ghê ha. Cái mấy cái loại cây này nó có cái trái, trái nó gọi là gì, gì corn đúng rồi, acorn, là mấy con sóc nó thích ăn đó. Nhìn coi có con cò hay gì lạ lạ không, còn là ngỗng với con coot là cái con đen đen đó đó, mà tiếng Việt Nam mình không biết là gì, gọi là American coot. Nhìn nó như xanh xanh ấy, chứ cái đó là cái algae đó, cái rong đó. Ok, thôi đi. Điên vòng là chắc đủ đủ vlog cho các bạn xem bữa nay rồi. Trên đây cái đồi này mấy cái cây thôi, mình chắc lại coi nó đang quay không ta, make sure là nó quay. Nhiều khi cầm nói chuyện tràn giang đại hải xong rồi cái nhìn lại nó không có thâu. Hồi sáng đưa con đi học xong á, về lạnh quá chạy lên giường nằm ngủ, đói quá xuống ăn chút lên ngủ tiếp luôn. Tới giờ tối nay chắc thức đã ổn quá rồi. Ôi gió nó thổi nhiều khi lạnh chết luôn. Qua khỏi cái khúc này thì có cái mấy cái gọi là Chinese Friendship Garden là của người Taiwan á, họ cho tiền họ xây cất mấy cái giống như là chùa vậy, giống cái kiểu nhà vậy đó, cho chân người ta thôi chứ không phải là cái chùa nữa, mà sao họ rào lại không cho vô. Đi nãy giờ có chút xíu mà mệt rồi, tại bệnh tự nhiên thở dữ. Mình đi một vòng thì chắc mình phải ngồi xuống á, thâu được chắc mười mấy phút là đủ cho các bạn quan sát cái công viên này, cho nó các bạn biết nó ra làm sao. Mà nãy giờ mình đi không thấy ai hết trơn nha, trời nắng ấm là biết bao nhiêu người đi bộ. Nhìn tốt là núi còn tuyết, mai mưa lại rồi thì chắc là nếu như lạnh như vậy nữa thì cho nó lại phủ thêm một lớp tuyết lại. Đây xa quá nhìn không thấy. Dân San Jose ít khi nào thấy tuyết trên núi lắm, lâu lâu thấy cái ai cũng chụp hình đăng lên Facebook.
Đó, hồi trước là có cái tượng của ông trưởng giới thạch hả, Chiang Kai-shek, ông mà bị Mao Trạch Đông đánh chạy từ Trung Quốc chạy ra bên ta Đài Loan, thành lập một cái nước Đài Loan tự do, giàu có luôn, trong khi một cái nước Trung Quốc vĩ đại mà nó nghèo thấy bà luôn. Từ đến năm 1980 bắt đầu nó giao hiệp lại với Mỹ, chơi với Mỹ, bắt đầu nó mới tăng tiến lại quá trời. Có người đang nằm ngủ, bông trắng nữa. Vài tuần nữa nắng ấm lên, lên bông nhiều lắm. Phải tưởng ổng, nhưng mà có thằng cha ngồi nằm ngủ nó kỳ quá, quay thấy kỳ. Đây là một cái ao bên đây nữa nè, nên chút nữa mình sẽ đi tới đến coi. Cái này nó cất cho nó coi vậy đó, giống như cái chùa với cái giống như cái lăng vậy, nhưng mà không biết cái trong không có cái gì á, mà lại rào lại nữa nữa, mà đang sửa chữa gì rào lại không cho vô. Trời mùa đông lạnh lạnh này thấy đi ngoài mệt quá. Bảo biết là mình cầm cái cây camera này nhỏ xíu à, nặng chừng 1 kg mà nó đưa dơ dơ vậy cái mỗi tay cũng chết luôn á. Mấy người ta vlog á, cầm cái máy to sao chịu được, hay thiệt. Mình đi một vòng qua tới cái mé bên kia của cái ao là sắp tới một cái vòng của công viên rồi đó. Bữa nay ít chim vịt quá, chắc nó lạnh quá, nó không trốn được hết rồi. Đây là cái lăng, không biết là gọi là cái lăng để nó để đặt tên là gì, gọi là Dr. Sun Yat-sen Memorial Hall, à cũng như là cái lăng của ông doctor nè, doctor người Thái Quan. Cái bông này nè, bông đỏ nhìn giống như bông mai đỏ của mình nè. Mùa này nó nở. Còn cái này là mình cứ confuse giữa hoa anh đào với lại cái cây plum. Nó cũng mọc một cái bông hồng hồng vậy nè, nhưng mà mình nhìn kỹ mới biết là cái loại bông nào bông nào. Cái này thì mình 90% là cherry blossom, là cái cây cherry, cây sakura đó, hoa anh đào. Cái này nó gọi là chỗ cái chòi này để người ta ngồi vậy, nó gọi là cái Plum Pavilion. Đấy. Nhìn, còn đây là cái tượng đài của ông Khổng Tử. Khổng Tử là gì tự nhiên tiếng Anh là Confucius. Confucius. Thường đẩy cái nước ở dưới cái ao này, này cái tượng chính giữa đó. Nhìn không có bông hoa gì hết, không có nước nữa, nước nó cạn khô kỳ. Không có tiền mà để mà bảo trì. Ngoài đó cái đường cái đây, đây tượng của ông Khổng Tử đứng chính giữa nhìn lên đây. Confucius từ 551 cho tới 497 BC. Ông sống cũng lâu dữ hồi thời đó. Ở đây là nó có cái cổng
Lúc trước người ta thích vô đây chụp hình đó, mấy người bạn mình nó đã chụp hình đám cưới cũng vô đây mình chụp hình cho nó hồi đó nè. Còn nhận bạn hồi đó cho để mình là thợ chính chụp cho nó chứ, cười chụp bằng máy Nikon F3 để dập tiền biết bao lâu mới được. Làm cái là mình làm amateur phải amateur. Thợ nhỏ phó nhòm hồi nó lại nó nhờ mình chụp đám cưới của nó làm luôn. Cổng này cái cổng gì cho đẹp vậy thôi, không có gì hết. Người ta thường thường hay tập cái gì tai chi ở đây, tập tai chi. Tai chi tiếng Việt là gì ta? Họ múa từ từ không nhẹ 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 nhẹ. Tập thể dục. Ngỗng vịt. Có ba cái ao. Ở đây nó có cái chỗ để picnic. Chỗ ngồi ăn uống này nè. Cái cây có rong rêu này nhìn cũng đẹp ha. Đi chụp hình cũng đẹp. Mùa xuân bông nó nở. Hôm nay mưa hay là họ rửa sao sạch quá chứ không thôi là dơ lắm. Mấy con ngỗng này nè. Bị tùm lum hết. Đứng một chân một chân. Bây giờ sát một cái dòng của công viên này. Rồi mấy mình đây là cái vườn palm. Cây palm mà cây palm này nó không trái. Ok. Mấy ngỗng nó cũng lạnh quá, nó cũng im ru rồi, thường thường nó chỉ quát 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 im sụm nữa. Dịch. Mới vừa nói là kêu liền á. Đó, đây một cái vườn picnic đồ gì ra đây rồi, nhưng mà có cái dơ lắm. Ngỗng nè. Dơ dơ. Lạ nha, bữa nay không có ai trong công viên này hết, lạnh quá, người ta trốn hết rồi. Nhìn mùa này thấy nó sơ sát, nó không có màu mè gì hết, chán. Đó, bên thẳng đó nó có cái nhà cũ của cái gia đình tên là Overfell đó, họ cho miếng đất này nè. Bây giờ họ giữ lại cái nhà đó làm kỷ niệm vậy đó. Mình đi vô. Ok. Vô tới đó là chắc là mình ngừng cái vlog bữa nay được rồi đó các bạn. Ồ cái hoa này hoa gì đẹp quá nè. Mọc lên tinh màu vàng vàng. Mọc nhưng mà không có trồng cái kiểu nó mọc hoang hay sao vàng. Trời lạnh quá nó ủ chứ nhìn thấy không gì không biết nữa. Ok thì lại cái nhà đó ô hai con bay. Thích quay mấy con ngỗng nó đang bay nhìn đẹp quá. Yeah, hôm nay cái vlog này không có đề tài gì hết, chỉ có đi công viên rồi cắn dốc. Không có đường vô, băng ngang qua đại đi. Đi vô trong mấy cái chỗ này giống mấy cái rừng mà tự tử của Nhật không, nhìn thấy ớn ớn gọi là Suicide Forest của bên Nhật á.
có cái thằng famous vlogger nó làm, nó đi vô đó nó quay người ta cái xác để tìm xác người ta, rồi nó quay rồi nó selfie rồi gì. Mình cũng không có coi cái video đó mà nó bị người ta chửi quá trời, YouTube cũng cấm nó luôn. Đó, cái nhà cũ này đã có người, có cái gia đình, có cái miếng đất này nè. Hiến nguyên miếng đất cho luôn. Bây giờ họ chỉ giữ lại cái căn nhà này chút xíu mà ha. Nhà này không to lắm, có không chắc chừng 3 phòng. Đây là Overfell House and Tank House. Họ đang sửa chữa lại đó. Cái này cái nhà kho, ngoài sau nữa nhà kho. Có 2 tầng. Họ rào lại để làm kỷ niệm vậy. Mình có cái nhà này sửa chữa lại ở cũng có lý chứ. Ra nhìn mấy ngỗng lần cuối này là nó bay kìa, nó bay kìa, bay kìa. Bay. Hên quá, quay được, nó đang bay. Đứng này chờ có còn nào bay nữa không? Giờ này nó cũng chắc bay về tổ rồi đó. Tối nó bay hết, nó không còn về đây nữa. Sáng sớm 8 giờ sáng mà đứng đây chờ tụi nó bay vô đã lắm. Đây con nào bay lên này. Nó có giống như 5-6 con đàn vậy, cái nó bay đi lúc có nhiều lúc có 2 con thôi. Một cặp nó bay chung vậy. Không bay. Ok. Thôi hình như cũng dài rồi đó, mình nó đi qua khỏi cầu này trở lại một vòng của cái công viên này. Thôi mình xin tạm chào các bạn, đã cảm ơn các bạn đã đi theo mình tham quan cái công viên này. Mình ở đây ngoài bên tay trái là ra lại cái cổng hồi nãy mình vô, đi một vòng cũng được chừng 20 phút. Ok, xin chào các bạn.